Hello anh em nhé, mới chơi quay ấy, thì em mới khuyên các bác chơi những dòng này. Anh em thợ còn gọi là tiền ít thịt nhiều đây. Với cái dòng Victor này thì anh em chơi quay, nhất là anh em mới chơi nhé. Thì những cái em này ấy, anh em nhìn quay để đánh giá này. Thứ nhất là những cái dòng mặt phay nhôm này thì thường âm sắc rất là rộng. Cái thứ hai nữa là cái chiều dày của quay. Và đương nhiên là không phải những cái dòng quay mỏng này là âm sắc là không rộng nhé. Những cái dòng dày như này thì đại ý là mình nhìn cảm quan mình đã thấy là chỉnh nó được nhiều rồi. Đấy, còn những cái dòng này chỉnh ít, nhưng mà cái không phải là biên độ là hẹp hơn đâu, mà em muốn nói là những cái anh em mới chơi ấy, thì chỉnh này thì nó dễ nhìn hơn. Còn dòng này thì nhiều khi nó phụ thuộc cảm nhận, bởi vì nó ngắn như này thì đồng nghĩa với việc cái việc tinh chỉnh nó sẽ gọi là xa cái dòng này nhé. Dòng này tinh chỉnh nó sẽ được chi tiết hơn, được rộng hơn. Đấy, đây là dòng Victor C50 hàng bãi về, em về được mấy chiếc. Đấy, chiếc này thì giao lưu với anh em là 4,5 triệu một em nhé. Hàng đương nhiên là hàng Nhật bãi cho. Em thì không tóm lại là có nào sẽ nói thế. Hàng bờ thì sẽ nói hàng bờ, nhưng hàng bờ rất ít. Anh em biết rồi, em có làm những cái clip mà để những anh em mà có những hàng bờ gửi clip cho em. Đấy, để map lên kênh cho các bác mua những cái dòng đấy thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Đấy, giá rất là tốt nhé, giao lưu anh cái 4,5 triệu một chiếc này thôi. Hàng Nhật bãi xịn, chưa sử dụng ở Việt Nam. Anh em nghe thử này. Đấy, rõ rệt luôn nhá. Đấy, nghe khác biệt luôn. Những cái đầu cần này nó đều nhôm phay. Mặt này mặt phay, nhôm xước. Điện 100 nhá anh em nhá. Đấy, giải tép. Đây là trung cao. Đây là giải trung. Đây là trung trầm. Còn đây là giải bát. Chơi equalizer này thì là một cái cách gọi là dễ chỉnh nhất và dễ cải thiện chất âm nhất ở ba giải. Nếu mà anh em mua tép cóc ở ngoài thì chỉnh chỉ có gọi là cải thiện giải cao. Đấy, mua trợ lời thì cải thiện giải trung thôi. Còn mua loa bát thì sẽ cải thiện giải trầm. Còn em này thì sẽ cải thiện được hết ba giải. Hơn nữa thì nó vẫn tận dụng được cái chất âm của những cái cặp loa Nhật xịn của anh em nhé. Còn anh em mua cóc hoặc mua loa ở ngoài thì nhiều khi phải mua loa xịn, chứ mua loa mà nó rẻ kèm chất lượng thì cho vào nó sẽ phá tiếng. Đấy, ví dụ em đang nghe như này mà thấy tép là hơi bị gọi là nhiều quá, nhiều khi chỉnh âm ly hết tép rồi nó vẫn nhiều tép quá, thì mình sẽ kho tìm cái này để mình tinh chỉnh. Đó, mình sẽ giảm bớt này xuống một chút. Đó, nhưng mà nghe như này mình thấy trung là hơi bí, thì đương nhiên những âm ly này thì sẽ không có cái đường vọng volume của giải trung, thì quay này mình sẽ cho bật tiếng trung nó lên. Đó, và với chỉnh equalizer thì không phải lúc nào cũng chỉnh hình chữ V này nhé. Anh em sai lầm là người ta đã sinh ra cái equalizer để mình tinh chỉnh tốt hơn. Nhưng mà em vào chơi anh em rất nhiều thì gần như anh em nào cũng để mặc định chữ V này. Để mặc định chữ V này thì anh em hình dung này, nó không khác gì anh em bật âm ly ở chế độ lao lớt. Lao lớt này thực ra là cái mạch để nó cắt cái dài trung xuống, và nó khi mà anh em mình dung là anh em đứng cùng với một ông cao kèo ấy, thì anh em sẽ thành một cái ông rất là lùn. Thì cái này cũng vậy. Thực ra cái lao lớt này nó là một cái mạch kích. Thực chất nguyên lý của nó chỉ là nó cắt bớt cái dải trung xuống. Và tép bát nó sẽ bật lên một chút thì tự nhiên nó nổ. Đấy, còn cái này cũng thế này. Như này nó giống như bật lao lớt. Nhưng mà nếu anh em nghe những cái dòng vocal mà anh em để như này thì mất hết chất tiếng. Đấy, có những cái dòng nhạc thì em khuyên các bác lại còn phải để như thế này cơ. Đấy, để trung âm nó tốt hơn, nó sáng tiếng hơn nhé. Đấy, chỉnh quai cũng là một nghệ thuật nhé. Anh em mà đang sử dụng quai thì cũng lưu ý, chứ lúc nào mà cũng để mặc định như này thì quá phí. Hoặc bản thân anh em chơi âm ly như thế, em để ý có những anh em chơi âm ly lúc nào phải như này, bát cũng phải ở giữa, tép cũng phải ở giữa, không bao giờ cho lên, thế mà lại. Đấy, nó sinh ra là để vặn, để tinh chỉnh, để chỉnh
lúc nào cũng để ở giữa này thì thế thì anh em chơi luôn cũng đẩy cho nó nhanh. Đó, đó là cái cách chơi và mình để ý một tí thì mình sẽ tận dụng được hết những cái tính năng ưu việt của những cái sản phẩm. Rất đẹp nhé, hàng bãi xịn, điện 100 và giá giao lưu anh em 4,5 triệu. Đây anh em nhìn từ dây nguồn xịn đẹp, 4,5 triệu. Xin chân thành cảm ơn các bác.